mình phải làm thủ tục check in bánh mì ông Mào nhá. Rồi, 1, 2, 3 cười tươi à. Ok, đẹp quá. Rồi giờ cái năng đi, ăn giỏi nha. Ăn bánh mì á hả, khô họng lắm. Để cô Nguyên vô lấy nước cho Ken nha. Dạ. Rồi đợi cô Nguyên nghe chưa. Dạ. Hay quá. Mình không muốn mất Nguyên. Chuyện đã như vậy vì người mình yêu, phải học cách chấp nhận thôi. Ken. À, chú là chú Phát. Không phải, ba Phát đang là bạn trai của mẹ Nguyên á. Sau này ba Phát với mẹ Nguyên cùng nhau chăm sóc con. Con chịu không Ken? Nhưng mà sao chú làm ba của Ken được? Ken có hợp thuận với lại ba Nguyên Quang. Ken. Ồ, uống nước nè. Trời, Ken ơi, Ken quên rồi hả? Cô Nguyên dặn Ken là không có được nói ba Quang ở đây, Ken quên rồi hả? Ken chỉ còn muốn chơi ba Quang không? Dạ muốn. Nếu mà muốn chơi ba Quang á là không có được nói ba Quang trước mặt mọi người nghe chưa? Dạ. Nhớ thấy chưa? Dạ. Thương lắm á. Em Quyên, anh có chuyện muốn nói. Cho anh nói trước được không? Thú thiệt á thì anh cũng không ngờ là em có chồng, rồi em có con sớm vậy luôn á. Rồi ly dị cũng nhanh nữa. Nhưng không sao đâu, mấy chuyện đó anh không có màng nữa. Bỏ qua hết. Hôm nay anh tới đây á là anh muốn bàn với em. Anh muốn sắp xếp một bữa em gặp mẹ anh, rồi anh công khai tình cảm của mình luôn. Anh nói là cho mẹ anh biết là em có con luôn, coi như là mẹ anh có cháu nội sớm đi. Anh với em mình cùng nhau vượt qua sóng gió được không? Cái gì vậy Quyên? Cái chuyện này chuyện quan trọng lắm đó. Nói chuyện với mẹ anh là chuyện quan trọng đó, chứ không phải chuyện đùa chuyện giỡn đâu. Mà em ở đó em cười kiểu đó. Ờ, chị Hà. Mẹ Hà. Ừ con. Chơi vui không con? Cảm ơn Quyên đã coi chừng Ken giúp chị nha. Nè, chị có mua ít trái cây, có gì em gọt với mọi người ăn nha. Dạ, trời có gì đâu, chị khách sáo quá. Mẹ Hà, chị là mẹ bé Ken. Ờ, sao vậy? Trời ơi Phát, mày khùng vừa nó Phát. Con Quyên á, nó muốn thử lòng mày, cho nên nó làm bộ nó nói vậy thôi. Chứ con tao á, bồ còn chưa có, làm gì có con. Ken á, là con của con bé Hà ông ơi. Em chưa có chồng. Chưa có chồng làm sao có con? Quyên ơi, em chưa có chồng. Anh làm cái gì kỳ cục vậy? Bữa nay vui rồi ha. Vậy mà bữa tao nói chơi cũng giận hờn du dơ, rồi buồn rồi đi nhậu rồi tự tử nữa. Yêu đương mà không tin tưởng, sớm muộn gì cũng chia tay nha mày. Nhưng mà thôi anh cũng xin lỗi. Cũng tại anh đầu dây mối nhợ. Anh Phát, em xin lỗi anh nha. Em biết là anh yêu em thiệt lòng rồi, em tin rồi. Từ nay em sẽ không bao giờ thử anh vậy nữa đâu. Nờ, rồi giờ anh biết hết sự thiệt rồi đó. Không biết có người còn có ý định dẫn tôi về ra mắt mẹ không ta? Còn chứ. Bây giờ là anh sẽ liên lạc với mẹ, mời mẹ lên liền, công khai chuyện tình cảm liền. Rồi anh xin mẹ cưới em luôn, em đồng ý không? Đồng ý là nói mẹ cưới liền luôn á, cưới liền tay luôn. Giờ cưới, anh nói mẹ. Ba con Nguyên còn sống đó, chứ chưa có chết đâu. Chú, xin lỗi chú, tại con hấp tấp quá đúng không chú? Thôi con coi ngày nào đẹp đẹp á, con mời mẹ con lên, rồi con mời chú qua ăn cơm với mẹ con nha. Vậy thì được. Anh hả? Từ nay á hai đứa mình nó sẽ luôn tin tưởng nhau. Dạ, cô coi đi ạ.
À, cáo này được ạ. Hộp bà ngang, để mình kiếm thêm cái quần nữa cho con. Đúng là nó rồi, tìm nãy giờ mới có. Cô bé ơi, cái áo đó của cô chọn rồi đó. Cái này cô nói cô chọn rồi hả? Ờ. Con thấy nó chân ở đây mà cô. Không có, chân trong này nè cô. Cô chọn cái cô xếp cái áo cô để đây để cô lựa thêm cái quần cho con của cô. Cô ơi, cô tính tiền chưa vậy? Chưa. Dạ cô ơi, theo nguyên tắc á, nếu mà cô chưa tính tiền á thì người khác vẫn có thể lấy đi đó. Với lại nếu mà cô chọn rồi sao nãy cô không mang theo? Dạ thôi, để con kêu nhân viên lấy khác cho cô nha. Em ơi. Dạ vâng ạ. À, em lấy cho chị thêm một cái này nữa đi. Dạ chị thông cảm, mẫu này bên em chỉ còn một cái duy nhất này thôi. Thôi nhường cho tôi đi, để tôi mua tôi tặng cho con trai tôi. Dạ không được đâu cô. Con á hả, cũng lựa cái này cho một người rất là quan trọng với con á. Con tìm từ sáng đến giờ rồi mới có được một cái ưng ý như vậy á. Con gái gì kỳ vậy? Khi nãy cũng đã một lần rồi á, cũng chụp cũng dành với tôi. Tôi thấy trẻ con nhỏ, tôi nhường tôi nhịn á, giờ cũng vậy nữa. Người lớn tuổi người ta đã xuống nước rồi, người ta năn nỉ rồi, vậy mà không chịu nhường chịu nhịn. Cô ơi, hồi nãy á là con có nhường cho cô rồi mà. Với lại không phải là con nhường cho cô cái áo này hay không, mà tại vì theo nguyên tắc á là ai lấy trước thì người đó lấy thôi. Cái đó là công bằng mà cô. Công bằng gì mà công bằng? Cứ giữ khư khư cái nến đó đi, khó có lấy chồng nữa nè. Con có lấy được chồng hay không thì mẹ, cô cũng không phải mẹ chồng của con. Con không mua nữa, con nhường lại cho người lớn tuổi á. Cô lấy đi. Nè, con trai tôi xin lỗi đi, dáng đẹp đẽ lắm kìa, như là diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Mặc đồ gì là không được, cô không cần đâu. Con cũng không cần. Đúng rồi. Tức thiệt chứ, em cũng đâu có muốn nổi nóng như vậy đâu. Tất cả hả là tại cô đó hết. Tự dưng cứ một hai dành cái áo đó với em à. Báo hại em không mua được quà ưng ý cho anh. Anh biết không, bởi vậy á hả, còn nói em là con gái gì đâu mà hung dữ, chanh chua, mà còn chù em là không lấy được chồng nữa chứ. Trời ơi, không, em dễ thương vậy mà dám nói em chanh chua. Mà kỳ hơn mà trù em mà không có chồng nữa là cái đó là vô duyên. Uống miếng nước đi, hạ quả cho anh. Nè, anh nói nghe nè, không có nhất thiết như vậy ha. Đưa tay đây. Đó, nắm tay em như vậy á là món quà quý giá nhất với anh. Với lại anh đâu có cần quà cáp gì đâu, mà nếu có cần quà cáp á, anh phải là người mua quà tặng cho em mới đúng. Khùng quá. Thời buổi gì rồi mà còn phân biệt chuyện con trai tặng quà hay con gái tặng quà chứ. Đã yêu nhau rồi á là mình có quyền lựa chọn một món quà giá trị nhất, xinh đẹp nhất, ưng ý nhất để tặng cho người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của mình đó. Trời đất ơi, giá trị nhất, xinh đẹp nhất tặng cho người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình luôn mới ghê chứ. Anh này chọc em hoài à, mệt quá. Mà nó nghe nè. Sao? Em tò mò quá mà lo lắng nữa. Mẹ của anh nó là người như thế nào vậy? Có hung dữ không? Không, mẹ anh hiền lắm. Lâu lâu cũng có nóng tính, nhưng mà nóng tính đó là chỉ muốn mọi người tốt hơn thôi. Người ta gọi là nóng tính tốt. Nóng tính tốt là sao? là hiền lành dễ chịu, kiểu kiểu vậy đó. Em biết rồi, em sợ lắm á. Tính tình của em á thì bộp chợp, thẳng thắn, ăn nói thì cũng chịu suy nghĩ trước gì hết á. Lỡ mà lớn lúc đó gặp mẹ anh, cái em nói ra cái gì hiểu lầm á rồi lớn chuyện nữa. Lúc đó anh là người đứng giữa, chỉ có mình anh khổ thôi à. Sam, có anh ở đây á, anh sẽ là cầu nối cho mẹ của anh và em. Đừng có sợ ha. Em biết rồi, em sẽ tin tưởng vào anh hết mình. Mình đi lựa cái gì để tặng quà cho mẹ đi chứ. Mẹ anh thích cái gì vậy? Thích đồ như thế nào? Đồ giá trị hay là không giá trị? Không sao đâu, quà thì tính sao. Mẹ anh thì cái gì cũng được hết trơn á, dễ chịu lắm. Anh cũng có ướm thử vài món rồi. Cho hộp bánh mì cập cẩm em ơi. Đợi em xíu. Bây giờ ngồi đi hạ quả nha, anh làm xong gì sẽ chở em đi liền. Ok đi. Mẹ. Mẹ. Đợi con có lâu không mẹ?
Không, mẹ đợi chờ tí xíu có sao đâu. Con xin lỗi mẹ nha, hôm nay quán đông khách quá, con ở lại con phụ ông chủ con chút xíu nữa. Ừ, con ăn cơm nha, mẹ dọn. À, thôi, 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 làm trễ á, cho nên con ăn cơm với ông chủ luôn rồi mẹ. Vậy đó hả? Dạ. Ừ. À, mẹ, à, thứ hai này nè, con dắt Quyên về ra mắt mẹ nha. Cổ giỏi lắm đó, cổ đi du học nước ngoài về, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nữa. Ồ, mấy người con gái mà được đi học nước ngoài chắc gia đình cũng khá giả lắm hả con? À... Như mẹ dặn nè, con phải tìm hiểu cho kỹ nha. Thường thường á, mấy đứa con gái á, gia đình khá giả vậy, dễ kêu căng lắm. Nhưng mà sáng này nè, mẹ đi cửa hàng mẹ mua đồ cho con đó, mẹ lựa chọn một cái áo thiệt là đẹp rồi, mẹ để dành đó là cái áo đó là mẹ mua cho con. Vậy đó, mà cổ tới sau, cổ dành cho bằng được à. Mẹ năn nỉ cỡ nào cổ cũng không chịu nhường hết trơn á. Mẹ bực mình gì đâu, càng nhắc tới á, mẹ càng thấy ứa gan à. Con gái gì mà mặt mày nhìn á, thì cũng xinh xắn, mà tính tình á, thì mẹ không chấp nhận được rồi đó. Mẹ nói con biết nghe không? Yeah. Mai mốt á, con mà gặp những cô gái như vậy là tránh xa liền cho mẹ. Thấy chưa? Gia đình mình á, không có hợp với những người con gái như vậy đâu. Tất cả hả, là tại cô đó hết. Tự dưng có 1212 dành cái áo đó với em à. Chắc không trùng hợp vậy đâu. À, mẹ, đúng là gia đình Nguyên khá giả thiệt, nhưng mà cổ tốt tính lắm. Con kể cho mẹ nghe nè. Ba cổ á, là chủ tịch một tập đoàn lớn, nhưng mà vì yêu mến cái nghề mà đã nuôi lớn ông ấy á, ông ấy đã mở ra một cái xe bán bánh mì. Trong gia đình ai cũng ngăn cản hết trơn, con mình Quyên là ủng hộ, lúc nào cũng giúp sức ba mình hết mình á. Quyên tốt tính lắm mẹ, mày đừng có lo. Vậy thì cũng tốt, con cái mà cha mẹ nuôi khôn lớn, biết ủng hộ cha mẹ như vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Thôi được rồi, để mẹ vô mẹ lấy nước mát cho con uống nha. Dạ. Anh cũng hồi hộp lắm, nhưng không sao đâu. Ở nhà mẹ thương anh lắm, cho nên chắc mẹ cũng thương em à. Anh có nghĩ ra quà mua tặng mẹ chưa? Em sợ mấy món quà em mua không có hợp ý mẹ á. Khoa học đã chứng minh, người cầm điện thoại nhắn tin, tự cười, vu vơ vậy, 99% là... Không hề hoang tưởng, chỉ là người ta đang yêu thôi. Anh thấy em mặc cái áo này nó đẹp chưa? Được. Ê anh, em đeo thêm sợi dây chuyền này nữa, anh thấy nó có điểm nhấn không? Có điểm nhấn. Anh, một hồi nữa em gặp mẹ anh á, em đeo cái kẹp này vô anh thấy nó dễ thương không? Dễ thương, em lúc nào cũng dễ thương á. Hay là sắp gặp mẹ chồng tương lai rồi, hồi hộp quá, hỏi nãy giờ hỏi hoài vậy? Nè, anh nói nè, mẹ anh thích những cô gái năng động với lại năng nổ. Đó, em cứ như thường ngày, năng động thì năng nổ là được rồi. Mà nhớ nha, năng động chứ phải là tăng động nghe không? Vô duyên quá. Đó, lại tăng động nữa rồi. Thôi được rồi, anh đi nhanh đi. Em nôn gặp mẹ anh quá à. Em đã sẵn sàng rồi nè, đi nhanh lên. Đi nhanh nha. Nhanh lên. Ủa? Anh ơi. Hả? Sao nhà khóa cửa rồi? À, chắc mày qua dì Tư chơi rồi đó. Để qua dì Tư nói mẹ về ha. Sao cái dáng này nhìn quen quen dữ ta? Ủa? Sao cô ở đây? Cô ở trong khu nhà trọ này hả? Chứ sao? Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Sao cô ngồi đây? Dạ, thì tại con mệt nên con ngồi con nghỉ. Ghế này của chung mà. Của chung cái gì mà của chung? Ghế này là ghế của tôi. Tôi cũng mệt, tôi muốn ngồi. Dạ. Cái ông Phát này, chẳng lẽ ông mượn ghế của người ta hả trời? Dạ, vậy cô ngồi đi. Vậy giờ con đứng ở đây là không có liên quan gì tới cô nữa nha. Cô đứng trước cửa nhà tôi, đứng ngay đất của nhà tôi mà nói không liên quan đến tôi là sao? Vậy thôi con trả đất lại cho cô nè. Con đứng ở đây, cô cứ coi như con là người vô hình đi. Con gái ăn nói du diệt, người sao sao vậy mà nói vô hình.
Cô, hồi nãy cô vừa mới nói gì vậy? Tôi nói cô con gái ăn nói vô duyên. Không, con biết rồi. Ý con là cái câu trước á, cô nói nhà này là của cô hả? Chứ gì nữa. Đây là nhà của thằng Phát, tôi nó mướn thì nhà của tôi, chứ còn gì nữa mà nói. Chết rồi, cô này là mẹ của anh Phát thiệt hả? Không được rồi, mình phải chuồn đi trước đã. Ủa mẹ. Ủa con. Dạ. Về đó hả? Dạ. Ủa mà sao tự nhiên mẹ thấy con chạy đâu mà trong này đi ra vậy? Con tưởng mày bên nhà dì Tư, qua dì Tư kiếm mẹ. Mẹ trong đây nè. Rồi con nhìn gì đó? Ủa, dạ. Em với mẹ của anh có chút hiểu lầm nên anh khoan giới thiệu nha, em sẽ giải thích với anh sau. Ủa rồi người yêu của con đâu hả? À dạ, người yêu con đang tới mà công ty có chuyện á, cho nên cổ quay đầu về rồi. Mẹ thông cảm nha. Thôi có sao đâu mà. À, thôi mẹ, có công chuyện con đi xíu con về nha mẹ. Đi rồi có về sớm nha. Dạ dạ con biết rồi. Rồi mẹ nấu cơm nấu nước gì cho ăn đó. Dạ. Trái đất nó tròn như vậy á, em không nghĩ cái Phát nó lại là mẹ của anh á. Hôn là hồi nãy á, em nhanh mắt em chạy kịp. Trời ơi, chứ mà hả, mẹ anh mà thấy em ở đó thế nào mẹ anh cũng nổi trận lôi đình cho coi. Chết em rồi. Anh cũng đang cố nghĩ cách nào để giải tỏa hiểu lầm giữa em với mẹ anh nè. Mà anh, hồi nãy á, mẹ anh không có thấy em tới rồi mẹ anh có nói gì không? Không, mẹ anh hiền mà. Anh ngồi nói chuyện mẹ xíu rồi xin phép đi. Hay là giờ như vậy, trước sau vậy em cũng phải gặp mẹ. Bây giờ hai đứa mình vô gặp mẹ đi. Bất quá mẹ la ăn trận thôi chứ gì đâu. Thôi, em không bao giờ vô gặp mẹ anh lúc này đâu. Em muốn xuất hiện trước mặt mẹ anh đó hả, với một cái hình tượng thiệt là đáng yêu, dễ thương và đầy thiện cảm. Trời ơi, bây giờ anh kêu em vô gặp mẹ anh hả? Hay là anh cho em thời gian đi, em nhất định đó là sẽ có cách để mà hồi phục lại cái hình tượng của em đối với mẹ, với lại sẽ phải thay đổi cái suy nghĩ của mẹ về em trước cái đó nha. Nếu mà vượt qua được cái ải này rồi á hả, thì chắc chắn sẽ không còn một kỳ một cái chuyện gì có thể cản trở được tụi mình nữa hết á. Nhưng mà sao cái ải này nó khó quá à. Trời ơi. Tự nhiên bày ra thêm cái vụ môn đăng hộ đối, rồi còn nhấn mạnh thêm mấy chữ nghèo nghèo nữa. Chết. Ôi dạ. Mẹ biết mình quen với anh Phát á thì sao ta? Chắc là la bể nhà luôn hả? Ghê quá, không dám tưởng tượng luôn á. Còn chuyện mình với mẹ anh Phát nữa, rồi mẹ mình với mẹ anh Phát mà đụng độ nhau thì sao? Trời ơi, đâu có ai ưa ai đâu. Không biết lúc đó như thế nào nữa. Chưa ăn một tô phở não chẳng nở ra được, không nghĩ được gì hết á. Anh nghe nè cục cưng. Anh, nó nghe nè. Một hồi nữa anh rảnh không? Em ghé tiệm bàn công chuyện tí nha. Mới không gặp có chút xíu nhớ anh rồi hả? Mệt quá à, nghiêm túc đi. Anh không nhớ cái chuyện em với mẹ anh hả? Phải tính kế hoạch để mà làm quà với mẹ chứ. Cái gì? Em định xin lỗi mẹ anh hả? Chứ gì nữa, chẳng lẽ im luôn. Thì em chuẩn bị tâm lý hết chưa? Đừng qua tới nhà xong rồi bỏ chạy về nha. Không. Lần này em nhất định em sẽ không bỏ trốn nữa. Em sẽ mạnh mẽ, mình vấp ngã ở đâu, mình sẽ đứng lên ở đó. Vậy nha. Ừ, qua lẹ lẹ đi, anh cũng nhớ em lắm rồi đó. Ok, bye bye anh. Nhưng mà chuyện của mình với mẹ của ảnh thì mình tự giải quyết chứ. Có nên lôi anh vô không ta?